Xin thầy giải thích cho con hiểu niết bàn là thế nào. Hết giờ là niết bàn. Thưa đại chúng, chữ niết bàn á là mình phiên âm từ tiếng Phạn Nibbana. Nếu mà nói cho đủ chữ là niết bàn na. Người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là diệt độ. Khi chúng ta diệt được cái sanh tử, độ được cái phiền não là niết bàn. Niết bàn không phải là một cái nơi chốn để chúng ta chết mà tới. Niết bàn là một trạng thái của tâm. Khi tâm mình có sự an lạc, đó là niết bàn. Cho nên có chỗ dịch nè, niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Như vậy thì đối với niết bàn là gì? Là sanh tử, khổ đau. Thì bây giờ thí dụ như hồi nãy mình đang sắp hàng, rồi cái người ta lấn mình một cái, mình chui nhủi, trời ơi mình giận dữ lắm. Nhưng mà khi mình ngót người dậy đó thì mình thấy rằng cái người kia họ đang có một cái chuyện gấp rút trong gia đình của họ. Thì ngay cái giây phút mình giận đó, hiểu ra được cái nguyên do rồi thì không buồn, không giận gì nữa mà còn thông cảm, thậm chí còn lánh ra cho người ta đi cho lẹ nữa. Giây phút đó là niết bàn. Niết bàn á, khi chúng ta sống chúng ta tự tại được với tất cả mọi hoàn cảnh là niết bàn. Ví dụ như á, có quà tưởng tượng, cho nên đừng có tưởng, tưởng là không bao giờ thật. Ni sư nói bữa nay mình ra ho, trời ơi tưởng cái ho nó bự. Thí dụ vậy đi. Rồi cái ra ho thì mình nghĩ là cái chỗ đó, cái chỗ ngồi thoải mái. Nhưng mà không ngờ tới cái nó nhỏ, nó không đủ máy lạnh. Rồi tưởng đâu có cái ghế gì cho mình ngồi, ai nhẹ ghế gì. Đó, cái là mình mất niết bàn. Nhưng mà bây giờ nếu mình ngồi đây á, mà mình thấy rằng tuy cái phòng này nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn còn hơn không có chỗ nào. Mà so ra cái chỗ này với cái chánh điện chùa Phước Hải thì chỗ nào hơn? Hiểu vậy cái tự nhiên chỗ này là niết niết bàn. Cho nên chỗ đó nhà Phật gọi là tự tại. Tự tại là chúng ta tự tại với có bốn loại tự tại. Bây giờ nói một cái tự tại thôi. Hoàn cảnh tự tại. Hoàn cảnh tự tại. Cho nên thí dụ như hồi ở Việt Nam mình tưởng qua Mỹ sướng, cho nên ai cũng mong đi Mỹ. Nhưng mà qua tới Mỹ rồi thì nó có cái sướng của cái nước Mỹ, nhưng mà bên cạnh nó cũng có cái giá để mình trả của cuộc sống của nước Mỹ. Mà không khổ, không buồn gì. Đây là cái mình muốn mà. Thấy không? Ở xứ này á, cuộc sống của mình muốn có đầy đủ cho gia đình mình thì ai cũng phải đi làm hết. Đi làm về rồi á, mình phải nấu ăn, phải dọn dẹp, phải làm tất cả mọi việc trong gia đình. Lương của mình là lương cu ly, làm sao đủ để mướn người. Nói trời ơi, hai bàn tay tôi ở Việt Nam không động gì hết trơn. Thì bây giờ qua đây được động. Thì có gì đâu phiền. Hồi xưa chưa biết. Cho nên đó, năm bàn tay em làm nên tất cả mà, phải không? Cho nên quý thầy cũng thường gọi là rất tự hào, hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ. Thì thưa đại chúng, chữ niết bàn không phải là cái chỗ, không phải là cái destination, cái chỗ để mình chết mình mới tới. Cho nên có nhiều người người ta đăng báo, ta nói xin chia buồn cùng gia đình, cầu chúc cho hương hồn bác sớm lên cõi niết bàn. Thì mình nghe là tưởng đâu là có cái cõi nào để tới, mà thật sự không. Niết bàn là trạng thái của tâm. Đây, bây giờ mình nằm mình sắp chết, bây giờ mình sợ chết là mất niết bàn. Bây giờ trước sau cũng chết, thôi nằm thở cho nó khỏe, khi nào nó chết, nó chết. Đó là chết niết bàn đó, lập tức đi cõi niết bàn liền, phải không? Chết là chết chứ đâu có hết, như nãy mình nói vậy đó. Còn nếu mà sống thì phải sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cái đó là niết bàn. Cho nên người ta định nghĩa chữ niết bàn bốn chữ thôi: thường, lạc, ngã, tịnh. Niết bàn là nó bình thường vậy đó. Có nước lạnh uống, enjoy nước lạnh là niết bàn. Chứ còn mà nếu mà nói nước lạnh này sao nó lạc quá, đã lạnh mà không lạc thì sao? Bất niết bàn, phải không? Cho nên thường là như vậy. Thí dụ như bây giờ cái khổ là cái thường, đúng không? Cái khổ là cái thường, cái sống khổ là cái thường, cái già nua là cái thường. Mà mình không chấp nhận già nua, tức là mình không nhận được cái niết bàn, không nhận được cái thường của nó, mất niết bàn. Còn người mà người ta chấp nhận già, người ta chải tóc, nó thấy sợi tóc bạc là ta biết đây một lá thơ. Mai mốt mình rụng cái răng hai lá thơ. Cho nên bây giờ
mình đã từ 60 tuổi trở lên là thơ gửi điều điều nha. Thơ gửi điều điều. Còn nếu như mình không chấp nhận, nó chải tóc xuống cái trời ơi, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đây khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tiếc rẻ vô cùng. Cho nên vậy quý vị hiểu được chỗ niết bàn không? À, khi nào mình tự tại được, tự tại với hoàn cảnh, tự tại với bản thân nữa. Thí dụ như có vài Phật tử ở đây nói, sao năm nay ở đây lạ chứ, mỗi năm giờ này là lạnh á. Sao năm nay tự nhiên trời nó ấm vậy, sao không enjoy? Mỗi năm nó lạnh và năm nay nó ấm thì mình enjoy. Mà enjoy được cái giây phút thời tiết này là niết bàn.